Đã đến giờ tập thể dục giữa giờ. Xin kính mời toàn thể cán bộ công nhân viên đứng dậy, ổn định vị trí để chúng ta bắt đầu bài tập thể dục giữa giờ. Giữa giờ. Chúc toàn thể mọi người một tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.